Xin chào chiến binh của tôi là Dương Christian đây ạ. Hiện tại thì tôi đang cộng tác với anh Lương Channel trong mảng đào tạo về tiếng Anh xây dựng. Ngày hôm nay tôi sẽ cùng với các bạn đi đến bài học tiếp theo trong loạt bài học về cách dịch một bộ bản vẽ thiết kế kiến trúc từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Và trước khi vào bài học thì tôi có một chia sẻ nhỏ nhỏ khá thú vị với các bạn. Thì thông thường chúng ta khi mà nói về một loạt bài học chúng ta sẽ dùng từ series các bài học đúng không ạ? Bằng series phim ảnh. Đấy, chúng ta rất hay dùng cái từ series như vậy. Nhưng các bạn có biết rằng là cái cách dùng từ series như vậy, cách đọc như vậy là sai không ạ? Chúng ta phải đọc là series và cách viết của từ đấy như sau. Đó. Chúng ta phải đọc từ này là series. Các bạn nhớ nhé. Series. Nào, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với bài học tiếp theo trong series bài học về cách dịch một bộ bản vẽ thiết kế kiến trúc từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ dịch bản vẽ mặt bằng tầng 1, phòng tài chính và phòng thí nghiệm. Mặt bằng tầng 1 đó là First Floor Plan. Vâng, như các bạn đã biết thì First ở đây nó là một từ chỉ số thứ tự. Cái này nó là thứ nhất. Floor là sàn, là tầng. First floor là tầng 1, tầng thứ nhất. Và plan ở đây nó là mặt bằng. Mặt bằng tầng thứ nhất chúng ta sẽ dịch là first floor plan. Phòng tài chính là financial room. Phòng tài chính là financial room. Ở đây, room có nghĩa là phòng, chắc các bạn đều biết. Còn financial, nó là một tính từ, nó chỉ là thuộc về lĩnh vực tài chính. Cụm từ financial room có nghĩa là phòng tài chính. Phòng thí nghiệm chúng ta sẽ dịch thành laboratory. Laboratory. Hoặc chúng ta cũng có thể viết tắt là lab. Các bạn nhớ nhé. Laboratory là phòng thí nghiệm. Tiếp theo. Ống thoát nước mưa là downspout. Downspout là ống thoát nước mưa. Và khi chúng ta nói về việc cái vật liệu nào đó làm từ nguyên liệu gì thì chúng ta sẽ sử dụng từ bay. Ở đây là làm từ PVC có đường kính 110. Downspout by PVC diameter 110. Các bạn chú ý cái từ đường kính này nó được viết như sau. Và chúng ta đọc từ này là diameter. Diameter là đường kính. Ở đây tương tự, ống thoát nước mưa là một ống PVC phi 110 mm. Chúng ta có thể copy paste. Downspout by PVC diameter 110. Ở đây chúng ta có thể copy sang giống hệt. Đó. Đây cũng thế. Downspout by PVC diameter 110. Tiếp theo, thang bộ. Chúng ta dịch thành stairs. Stairs. Stairs là thang bộ. Và tôi xin nhắc lại để các bạn nhớ, khi mà chúng ta dùng từ stairs này với đuôi S số nhiều ở đằng sau thì nó có nghĩa là cầu thang, cầu thang bộ. Nhưng nếu như chúng ta bỏ cái chữ S ở đuôi này đi thì nó chỉ có ý nghĩa là cái bậc thang thôi. Đây.
stairs có đuôi s số nhiều là cầu thang bộ, còn stair không có đuôi s nghĩa là cái bậc thang. Xem chi tiết KT26 thì thứ nhất tôi dịch từ xem ở đây là gì ạ? Là look at. Look at là xem. Các bạn chú ý khi tôi đọc từ look at này. Đấy, khi tôi đọc thì tôi phải đọc nối cái âm K với âm A này thì thành look at, không phải là look at, là look at. Tiếp theo chi tiết là detail. Detail. Stairs. Look at. Detail. KT26. Tức là nhìn vào chi tiết KT26. Tiếp theo, bậc tam cấp 2. Bậc tam cấp số 2 thì chúng ta đã học từ bậc tam cấp từ bài trước. Từ này chúng ta dịch là parent. Bậc tam cấp số 2 là parent number 2. Tiếp theo xem chi tiết KT22. Chúng ta cũng dịch tương tự như lúc nãy. Look at detail KT22. Tôi xin nhắc lại, look at là nhìn, xem. Detail là chi tiết. Look at detail KT22 có nghĩa là nhìn vào chi tiết KT22. Bậc tam cấp số 5 tôi dịch tương tự. Parent number 5. Parent number 5. Xem chi tiết KT23 là look at detail KT23. Xem chi tiết KT23 look at detail KT23. Khu vệ sinh, khu WC, chúng ta có thể dịch thành WC area hoặc là restroom. WC area là khu vệ sinh hoặc là restroom, nhà vệ sinh. Các bạn có thể sử dụng cả hai cách dịch này. Tiếp theo, xem chi tiết KT29. Look at detail KT29. Tiếp theo, bệ bê tông cốt thép dày 400mm. Thì trước hết là tôi sẽ dịch cái cụm từ bệ bê tông cốt thép như sau. Reinforced concrete platform. Cái cụm từ reinforced concrete này nó có nghĩa là bê tông cốt thép. Reinforced concrete nó có nghĩa là bê tông cốt thép. Và thông thường trong các bản vẽ xây dựng để cho tiết kiệm không gian thì người ta sẽ viết tắt thành R.C. Đấy, các bạn chú ý nhé, khi mà ở trong các cái bản vẽ thiết kế hoặc bất kỳ một bản vẽ nào bằng tiếng Anh mà các bạn thấy cái ký hiệu này R.C này thì các bạn mặc định hiểu nó là bê tông cốt thép. Tiếp theo, platform. Platform là cái bệ. Còn từ dày này chúng ta dịch là thickness. Reinforced concrete platform thickness 400mm. Tiếp theo, sơn tăng cứng, chúng ta dịch là paint hardener.
Paint hardener là sơn tăng cứng. Thang máy là elevator. Elevator. Xem chi tiết KT27. Chúng ta dịch như lúc nãy. Look at detail KT27. Bậc tam cấp số 3. Chúng ta dịch là parent number 3. Xem chi tiết KT23. Chúng ta sẽ dịch thành look at detail KT23. Khu tắm chúng ta có thể dịch thành bathing area. Bathing area. Đây là khu tắm. Xem chi tiết KT30. Chúng ta dịch như lúc nãy. Đó là look at detail KT30. Bậc tam cấp 4 là parent number 4. Xem chi tiết KT23 là look at detail KT23. Tiếp theo bậc tam cấp 1 là parent number 1. Parent number 1. Xem chi tiết KT22 là look at detail KT22. Ống thoát nước mưa chúng ta vừa học ở đầu bài là downspout. Bằng vật liệu gì chúng ta dùng là bài? By PVC diameter 110. Ở đây tương tự ống thoát nước mưa làm bằng ống PVC đường kính 110. Chúng ta copy sang. Tiếp theo trưởng phòng tài chính chúng ta sẽ dịch là manager of financial room. Ở đây từ manager có nghĩa là trưởng phòng. Of là của cái phòng nào. Financial room là phòng tài chính. Ở đây cái từ financial nó là một tính từ. Nó ám chỉ là một cái điều gì thuộc về lĩnh vực tài chính. Và room ở đây thì là phòng. Các bạn đã biết rõ rồi. Financial room là phòng tài chính. Manager of financial room là trưởng phòng tài chính. Phòng làm việc chúng ta dịch là office. Ở đây tương tự phòng làm việc chúng ta copy từ office này sang. Phòng kỹ thuật là technical room. Tôi xin nhắc lại, technical này nó là tính từ để chỉ một điều gì thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Room này là phòng. Technical room là phòng kỹ thuật. Phòng tắm là bathroom. Bathroom. Các bạn có thể thấy sự khác biệt đáng lưu ý ở đây. Khi tôi dịch là phòng tắm thì tôi đọc là bathroom.
Nhưng nếu mà tôi dịch thành cụm từ khu tắm thì lại là bathing area. Bathing area viết như sau. Bathing area. Đó, các bạn phân biệt nhé. Bathroom là phòng tắm, còn bathing area là khu tắm. Tiếp theo, phòng thí nghiệm là hoặc là laboratory. Laboratory. Phòng thí nghiệm là lab hoặc là laboratory. Căng tin chúng ta sẽ dịch thành canteen. Canteen. Ở đây các bạn lưu ý khi mà trong một từ nó có cái nhóm tin này ở đằng sau này, thì cái trọng âm của nó sẽ nhấm vào sẽ nhấn vào cái từ tin này. Ví dụ từ này chúng ta sẽ đọc là canteen. Và cũng tương tự như vậy với các cái số từ 13 cho đến 19 ấy, chúng ta sẽ đọc đuôi tin, nó cũng nhấn trọng âm vào những từ đấy. Ví dụ 15 là 15. Đấy, và đó cũng là cách phân biệt giữa 15 và 50. Bởi vì khi mà chúng ta đọc 15 thì cái trọng âm nó nhấn vào từ tin, còn khi mà chúng ta đọc là 50 thì trọng âm nó lại nhấn vào cái âm đầu tiên là từ fifth, âm fifth. Đó, đó là cách mà chúng ta phân biệt số 15 và số 50. Đấy, số 15 là 15 và số 50 là 50. Sảnh chung này chúng ta dùng từ lobby. Lobby. Phòng làm việc tương tự như trên là office. Tiếp theo, ở đây phòng làm việc cũng là office. Chúng ta copy sang. Phòng tài chính là financial room. Tôi xin giải thích lại. Financial là tính từ chỉ một điều gì đó thuộc về lĩnh vực tài chính. Room ở đây là phòng. Financial room là phòng tài chính. Phó phòng tài chính chúng ta sẽ dịch như thế nào? Lúc nãy thì chúng ta đã dịch cụm từ trưởng phòng tài chính, và chúng ta chỉ cần thêm deputy vào đằng trước cái cụm từ trưởng phòng tài chính này thì chúng ta sẽ được cụm từ phó phòng tài chính. Rồi sẽ copy xuống đây. Deputy Manager of Financial Room là phó phòng tài chính. Tiếp theo, chúng ta sẽ dịch câu này. Chi tiết cấu tạo ốp đá điển hình xem trong bản vẽ KT20. Thì tôi sẽ dịch từ cái cụm từ chi tiết cấu tạo trước. Chi tiết cấu tạo đó là composition details. Composition details. Composition nó là cấu tạo. Details nó là chi tiết. Composition details là chi tiết cấu tạo. Tiếp theo cụm từ ốp đá điển hình chúng ta sẽ dịch là typical coat with stone. Ở đây typical là điển hình,
Cold with stone là ốp đá. Typical cold with stone là ốp đá điển hình. Xem trong bản vẽ AKT20. Xem trong chúng ta đã dịch lúc nãy là gì ạ? Là look at. Bản vẽ là drawing. Drawing. Đó. Tôi xin nhắc lại, chi tiết cấu tạo ốp đá điển hình nhìn vào bản vẽ AKT20. Đó là composition details typical cold with stone. Look at drawing KT20. Lớp vữa chát Mark 75 dày 15 mm. Đầu tiên tôi sẽ dịch cụm từ lớp vữa chát là plaster coat. Plaster coat. Mark 75 là grade 75. Grade 75. Chiều dày là thickness. Đó. Như vậy lớp vữa chát Mark 75 dày 15 mm. Đó là plaster coat, grade 75, thickness 15. Cột bê tông cốt thép. Vừa nãy chúng ta đã dịch từ bê tông cốt thép đó là reinforced concrete. Reinforced concrete. Hay chúng ta có thể viết tắt như sau. Đó. Và cột là column. Column. Cột bê tông cốt thép là reinforced concrete column. Tiếp theo, ống thoát nước mưa chúng ta dịch như trên là downspout. Downspout. Bằng PVC phim 110 là by PVC diameter 110. Tôi xin nhắc lại với các bạn. Từ đường kính là diameter. Diameter. Đường kính là diameter. Ốp đá granite tự nhiên. Cụm từ ốp đá thì chúng ta dịch như trên, đó là coat with stone. Coat with stone. Granite tự nhiên là natural granite. Natural granite là granite tự nhiên. Chi tiết CT1 là detail CT1. Ở đây lớp vữa chát Mark 75 dày 15 chúng ta copy paste sang giống hệt. Đó. Plaster coat grade 75, thickness 15. Cột bê tông cốt thép là reinforced concrete column. Ống thoát nước mưa làm bằng PVC phi 110. Chúng ta copy sang. Ốp đá granite tự nhiên. Chúng ta copy sang. Coat with stone. Natural granite. Chi tiết CT2 là detail CT2. Ở đây cũng giống như hai chi tiết vừa rồi. Đó là lớp vữa chát Mark 75 dày 15 mm. Cột bê tông cốt thép
chúng ta copy sang. Cái này giống hai chi tiết trước, chúng ta chỉ cần copy sang thôi ạ. Oh, đá granite tự nhiên. Coat with stone. Natural granite. Chi tiết CT3 là detail CT3. Ở đây tương tự ốp đá granite tự nhiên, chúng ta chỉ việc copy sang ống thoát nước mưa PVC phi 110. Lớp vữa chát mắc 75, dày 15 ly. Chi tiết CT4, đó là detail CT4. Ở đây tương tự ốp đá granite tự nhiên, coat with stone, natural granite, ống thoát nước mưa PVC phi 110, downspout by PVC, lớp vỡ chát mắc 75 dày 15 mm, plaster coat red 75 thickness 15, chi tiết CT5 là detail CT5. Như vậy chúng ta đã dịch xong nội dung của cái bản vẽ mặt bằng tầng 1. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dịch cả cái khung tên này nữa. Thì cái khung tên này nó là một cái block. Bởi vậy để chỉnh sửa block chúng ta kích đúp vào và chọn OK. Ở đây lần sửa là number of revision. Number chúng ta viết tắt. Of revision. Ở đây revision nó có nghĩa là cái sự sửa đổi. Thì number of revision nó có nghĩa là lần sửa. Tiếp theo, ngày sửa là revision date. Tiếp theo, nội dung sửa là revision contents. Revision contents. Ở đây tôi chỉnh sửa khung một chút để cho nó phù hợp với cái cỡ chữ. Người sửa là editor. Editor. Giám đốc là director. Director. Quản lý kỹ thuật chúng ta dịch như sau. Technical manager. Tôi xin nhắc lại, technical ở đây nó là tính từ ám chỉ một điều gì đó thuộc về lĩnh vực kỹ thuật, và manager là người quản lý. Khi chúng ta dùng technical manager có nghĩa là người quản lý kỹ thuật. Chủ trì thiết kế là design leader. Design leader.
Thiết kế, ở đây người thiết kế là designer. Designer. Kiểm tra là check by. Check by là kiểm tra bởi ai? Chủ đầu tư là owner. Chủ đầu tư là owner. Công trình là project. Công trình là project. Hạng mục là item. Hạng mục là item. Tên bản vẽ là drawing title. Tên bản vẽ là drawing title. Tiếp theo, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Đó là design documents of construction drawing. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công là Design Documents of Construction Drawing. Ở đây tôi sẽ điều chỉnh kích thước của cái chữ này để cho nó nằm gọn vào khung bản vẽ. Thì hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công chúng ta dịch thành Design Documents of Construction Drawing. Design ở đây là thiết kế. Documents là hồ sơ. Of là của cái gì. Construction là thi công. Drawing là bản vẽ. Như vậy ở đây design document là hồ sơ thiết kế và construction drawing là bản vẽ thi công. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đó là design documents of construction drawing. Hoàn thành. Ở đây ý nói là ngày hoàn thành. Chúng ta dịch thành completion date. Completion date. Tỷ lệ là scale. Và bản vẽ số là drawing number. Drawing number. Đó, chúng ta đã hoàn thành việc dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh cho cái khung tên bản vẽ này. Và để thoát ra chúng ta phải chuột. Chúng ta phải chuột click vào dòng Close Block Editor và Save the Change to khung tên chuẩn. Như vậy tất cả các block đều đã được dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Tiếp theo, chúng ta dịch cái tên ở khung bản vẽ. Mặt bằng tầng 1, chúng ta dịch như lúc nãy, đó là First Floor Plan. Phòng tài chính là Financial Room. Financial Room. Phòng thí nghiệm đó là lab hoặc là laboratory. Laboratory. Ở đây tôi sẽ điều chỉnh lại kích thước chữ để cho nó phù hợp với lại cái khung tên. Được rồi. Hợp lý. Như vậy là ngày hôm nay tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn cách để dịch bản vẽ mặt bằng tầng 1 từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Và các bạn đừng quên truy cập vào trang web hoctiengahxaydựng.com để nhận được các bài học miễn phí nhưng vô cùng giá trị về tiếng Anh xây dựng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những chia sẻ tiếp theo.